Cô chào các con, hôm nay cô Thu sẽ hướng dẫn chúng mình học môn tiếng Việt lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô Thu sẽ hướng dẫn chúng mình học sang chủ đề 8, đất nước và con người. Bài 1, cậu bé thông minh. Bây giờ con hãy mở sách giáo khoa trang 144 để chúng mình bắt đầu học bài nào. Con hãy quan sát tranh dưới đây và cho cô Thu biết chuyện gì xảy ra khi các bạn đang chơi đá cầu? Khi các bạn đang chơi đá cầu thì một bạn trai đá cầu cao quá nên cầu bị mắc ở trên cành cây. Theo con, các bạn cần làm gì để lấy được quả cầu? Có bạn nói rằng chỉ cần rung cây thật mạnh để quả cầu rơi xuống, hoặc dùng một cây xào hay que dài để khều quả cầu xuống. Có bạn nói rằng ném một vật gì đó như chiếc dép lên đúng quả cầu để quả cầu rơi xuống, hoặc nhờ người lớn giúp đỡ. Các con lưu ý, có rất nhiều cách để các bạn có thể lấy được quả cầu xuống. Nhưng chúng ta chú ý không được ném vật cứng lên cao, vì nếu vật rơi xuống trúng đầu người thì nguy hiểm. Không được trèo cây cao vì có thể bị ngã. Trong tình huống như thế này, các bạn cần có cách xử lý thông minh để lấy được quả cầu xuống mà không gây nguy hiểm. Có một cậu bé đang chơi đá bóng với bạn thì quả bóng bị rơi xuống hố sâu. Cậu bé đã làm gì để lấy được quả bóng lên? Chúng mình hãy cùng đọc câu chuyện Cậu bé thông minh để biết điều đó nhé. Bây giờ chúng mình hãy lắng nghe cô Thu đọc và con hãy đọc thầm theo. Cậu bé thông minh. Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Cái hố hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc. Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Các bạn không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bóng lên, các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục. Cậu bé Vinh ngày ấy chính là Lương Thế Vinh. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta. Theo Vũ Ngọc Khánh. Con đã vừa nghe cô Thu đọc bài Cậu bé thông minh. Bây giờ cô Thu sẽ hướng dẫn chúng mình luyện đọc nhé. Trước tiên chúng mình sẽ luyện đọc từng câu. Cô Thu sẽ chỉ và chúng mình đọc từng câu nhé. Cậu bé thông minh. Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Con đọc cho cô Thu câu 2. Đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Con đọc câu 3. Cái hố hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Con đọc câu 4. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc. Con đọc câu 5. Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Con đọc tiếp câu 6. Các bạn không hiểu Vinh làm thế để làm gì? Con đọc câu 7. Lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bóng lên. Con đọc câu 8.
Các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục. Con đọc câu 9. Cậu bé Vinh ngày ấy chính là Lương Thế Vinh. Con đọc câu 10. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta. Con đã vừa luyện đọc từng câu, bây giờ chúng mình hãy cùng đọc một số từ khó nhé. Con đọc cho cô nào. Nuối tiếc, nuối tiếc. Cúi xuống, cúi xuống. Trầm trồ, trầm trồ. Thán phục, thán phục. Chúng mình đọc lại những từ này nhé. Nuối tiếc, cúi xuống, trầm trồ, thán phục. Khi đọc bài con chú ý, khi đọc từng câu con chú ý đọc ngắt và nghỉ hơi. Cô Thu ví dụ chúng mình đọc ngắt nghỉ hơi câu sau. Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc từng đoạn nhé. Cô chia bài làm 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là một đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến đầy nuối tiếc. Đoạn 2 tiếp theo đến trầm trồ thán phục. Đoạn 3 là phần còn lại. Con bấm dừng video lại, đọc cho cô Thu tên bài và đoạn 1 nào. Cậu bé thông minh. Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bóng lan xuống một cái hố gần đó. Cái hố hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc. Con bấm dừng video lại, đọc cho cô Thu đoạn 2. Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Các bạn không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bóng lên, các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục. Con bấm dừng video lại, đọc cho cô Thu đoạn 3. Cậu bé Vinh ngày ấy chính là Lương Thế Vinh. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta. Con đã vừa luyện đọc từng đoạn, bây giờ chúng mình hãy cùng giải nghĩa một số từ khó nhé. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc. Con hiểu nuối tiếc là gì? Nuối tiếc là tiếc những cái hay, cái tốt đã qua đi. Các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục. Con hiểu thế nào là thán phục? Thán phục là khen ngợi và cảm phục. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta. Con hiểu nhà toán học là như thế nào? Nhà toán học là người có trình độ cao về toán học. Còn xuất sắc là giỏi hơn hẳn mức bình thường. Con đã vừa tìm hiểu nghĩa của các từ khó. Tiếp theo chúng mình sẽ luyện đọc cả bài nhé. Con bấm dừng video lại và đọc cho cô Thu cả bài nào. Cậu bé thông minh. Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Cái hố hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc. Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Các bạn không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bóng lên. Các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục. Cậu bé Vinh ngày ấy chính là Lương Thế Vinh. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta. Chúng mình đã vừa luyện đọc bài Cậu bé thông minh. Bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau trả lời các câu hỏi về nội dung của bài nhé. Con sẽ đọc thầm bài Cậu bé thông minh để trả lời 3 câu hỏi. Bây giờ con cho cô Thu biết cậu bé Vinh và các bạn chơi trò chơi gì?
cậu bé Vinh và các bạn chơi trò chơi đá bóng. Các bạn ấy chơi đá bóng bằng một quả bưởi đúng không nào? Khi các bạn đang chơi thì có chuyện gì đã xảy ra? À, khi đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Cái hố vừa hẹp vừa sâu nên các bạn không thể với tay lấy quả bóng lên được. Tất cả các bạn vô cùng nuối tiếc. Và ngay lúc ấy, Vinh đã tìm ra cách để lấy được quả bóng ở dưới hố lên. Vậy Vinh đã làm thế nào để lấy được quả bóng ở dưới hố lên? À, Vinh rủ các bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Vì sao các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục? À, các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục vì cậu ấy thông minh, nhanh trí. Như vậy Vinh và các bạn cùng chơi trò chơi đá bóng bằng một quả bưởi. Khi đang chơi, chẳng may quả bưởi rơi xuống một cái hố sâu và hẹp. Các bạn không biết làm cách nào để lấy lên được. Ngay lúc đó, Vinh đã nghĩ ra cách mượn mấy chiếc nón rồi múc nước đổ đầy vào hố. Khi nước dâng cao thì quả bưởi cũng nổi lên và các bạn đã lấy được quả bưởi. Các bạn của Vinh nhìn Vinh trầm trồ thán phục vì Vinh rất là thông minh và nhanh trí. Cậu bé Vinh này chính là Lương Thế Vinh. Sau này cậu đã trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta. Các con đã vừa trả lời các câu hỏi về nội dung của bài Cậu bé thông minh. Bây giờ chúng mình hãy cùng luyện viết nhé. Hôm nay chúng mình sẽ luyện viết từ trầm trồ thán phục, viết các câu trả lời và nghe viết. Trước tiên chúng mình sẽ luyện viết các từ ngữ trầm trồ thán phục. Trong từ trầm trồ, tiếng trầm và tiếng trồ viết cách nhau một chữ O. Chữ tờ có độ cao một ô ly rưỡi, chữ R có độ cao hơn một ly và các chữ còn lại có độ cao một ô ly. Trong từ thán phục, tiếng thán và tiếng phục viết cách nhau một chữ O. Chữ H có độ cao 2 ô ly rưỡi, chữ P có độ cao 2 ô ly, chữ T có độ cao 1 ô ly rưỡi, các chữ còn lại có độ cao 1 ô ly. Bây giờ con hãy mở cho cô Thu vở tập viết, con viết cho cô Thu các từ trầm trồ và thán phục vào vở tập viết nhé. Lưu ý khoảng cách giữa các từ là 4 đến 5 ô ly nhỏ. Bây giờ con bấm dừng video lại và con viết cho cô Thu nào. Con đã viết được chưa? Tiếp theo chúng mình sẽ cùng luyện viết câu. Bài tập 4, viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi A và C ở mục 3. Chúng mình cùng nhắc lại câu hỏi A và C ở mục 3 nào. Cậu bé Vinh và các bạn đang chơi đá bóng. Các bạn nhìn Vinh trầm trồ thán phục vì cậu ấy thông minh, nhanh trí. Tiếp theo con sẽ viết các câu này vào vở tập viết. Chữ đầu câu còn nhớ viết hoa thụt vào một ô. Tên riêng Vinh chúng mình viết hoa chữ V. Chú ý viết đầy đủ dấu phẩy và dấu chấm. Bây giờ con bấm dừng video lại và chúng mình viết cho cô Thu vào vở tập viết nào. Sau khi viết xong, con hãy đưa cho bạn bè hoặc người thân kiểm tra giúp nhé. Bài tập 5, chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở. Thông minh, xuất sắc, thán phục, nuối tiếc, vui mừng. Chúng mình sẽ chọn từ nào để điền vào các chỗ chấm? A. Chúng tôi rất vì đội bóng mình yêu thích đã bị thua. B. Hoa vẽ rất đẹp, cả lớp ai cũng bạn ấy. Con sẽ chọn từ nào? Con bấm dừng video lại và chúng mình chọn nhé. Con đã chọn được chưa nào? À, bây giờ chúng mình cùng chọn với cô nhé. Chúng tôi rất nuối tiếc vì đội bóng mình yêu thích đã bị thua. Hoa vẽ rất đẹp, cả lớp ai cũng thán phục bạn ấy. Chúng mình đã chọn từ nuối tiếc và từ thán phục để điền vào hai chỗ chấm. Bây giờ con sẽ viết hai câu này vào vở tập viết nhé. Con bấm dừng video lại và chúng mình viết cho cô Thu nào. Sau khi viết xong, con hãy đưa cho bạn bè hoặc người thân kiểm tra giúp nhé.
Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện nói. Bài tập 6: quan sát tranh và nói về các trò chơi trong tranh. Quan sát tranh và cho cô Thu biết các bạn đang chơi trò chơi gì. À, tranh 1 các bạn đang chơi trò chơi ô ăn quan. Tranh 2 các bạn đang chơi trò chơi đánh quay. Chúng mình hãy quan sát thật kỹ tranh và nói về các trò chơi trong tranh nhé. Còn bấm dừng video lại và chúng mình nói cho bạn bè hoặc người thân nghe nào. À, có bạn nói về nội dung bức tranh như sau. Các bạn nhỏ đang chơi ô ăn quan và đánh quay. Đây là những trò chơi dân gian được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Các con ạ, ngày nay thời đại công nghệ thông tin phát triển, chúng mình hay chơi các trò chơi hiện đại hơn như Lego hoặc trò chơi trên máy tính, điện thoại. Các trò chơi trên máy tính, điện thoại giúp chúng mình giải trí. Nhưng chúng mình chơi quá nhiều game trên điện thoại, máy tính sẽ rất dễ gây nghiện game và ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Các con hãy cùng với bạn của mình chơi thật nhiều trò chơi dân gian, trò chơi vừa vui vừa có lợi cho sức khỏe đấy. Các con đã vừa được luyện nói theo tranh, tiếp theo chúng mình sẽ cùng nghe viết. Bây giờ con bấm dừng video lại và đọc cho cô Thu đoạn viết nào. Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn. Quả bóng lăn xuống hố, Vinh bèn tìm cách đổ đầy nước vào hố cho quả bóng nổi lên. Các bạn nhìn Vinh thán phục. Con chú ý các từ: quả bưởi, lăn xuống, thán phục. Khi viết bài con chú ý chữ đầu đoạn thụt vào một ô viết hoa. Ngoài ra chúng mình viết hoa các chữ đầu câu. Và tên riêng Vinh chúng mình viết hoa chữ vờ nhé. Bây giờ con hãy mở cho cô Thu vở tập viết, lắng nghe cô Thu đọc và viết bài nào. Con chú ý tư thế ngồi viết, lưng thẳng, đầu hơi cúi, mắt cách vở từ 25 đến 30 cm, tay phải cầm bút, tay trái đặt nhẹ lên mép để giữ vở, hai chân song song thoải mái. Bây giờ chúng mình bắt đầu nghe cô đọc và viết bài nhé. Vinh đem quả bưởi. Vinh đem quả bưởi. Vinh đem quả bưởi làm bóng. Làm bóng. Làm bóng chơi với các bạn. Chơi với các bạn. Chơi với các bạn. Chấm. Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn. Chấm hết câu thứ nhất. Chúng mình bắt đầu viết câu thứ hai. Quả bóng. Quả bóng. Quả bóng lăn xuống hố. Lăn xuống hố. Lăn xuống hố. Quả bóng lăn xuống hố. Chấm hết câu thứ hai. Chúng mình bắt đầu viết câu thứ ba nhé. Vinh bèn. Vinh bèn. Vinh bèn. Vinh bèn tìm cách. Tìm cách. Tìm cách đổ đầy nước. Đổ đầy nước. Đổ đầy nước vào hố. Vào hố. Vào hố cho quả bóng. Cho quả bóng. Cho quả
bóng nổi lên, nổi lên, nổi lên. Vinh bèn tìm cách đổ đầy nước vào hố cho quả bóng nổi lên. Chấm hết câu thứ ba. Chúng mình bắt đầu viết câu thứ tư. Các bạn, các bạn. Các bạn nhìn Vinh, nhìn Vinh, nhìn Vinh. Thán phục, thán phục, thán phục. Các bạn nhìn Vinh thán phục. Chấm hết bài. Bây giờ con hãy lắng nghe cô Thu đọc lại bài viết và chúng mình hãy soát lỗi nhé. Vinh đem quả bưởi làm bóng chơi với các bạn. Chấm quả bóng lăn xuống hố. Chấm Vinh bèn tìm cách đổ đầy nước vào hố cho quả bóng nổi lên. Chấm các bạn nhìn Vinh thán phục. Chấm con có viết sai lỗi nào không? À, cô khen những bạn nào viết đúng và viết đẹp nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ làm bài tập chọn vần. Bài tập 8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông. A. Inh hay uinh. B. Oan hay oăn. Chúng mình sẽ chọn vần inh hoặc vần uinh để điền vào phần A. Chọn vần oan hay vần oăn để điền vào phần B. Ở trong mỗi từ, con hãy thử chọn vần. Nếu vần nào thích hợp thì chúng mình sẽ điền vần đó nhé. Con bấm dừng video lại, chọn vần và điền vào vở bài tập cho cô nào. Con đã chọn vần gì? À, bây giờ chúng mình cùng chọn với cô nhé. Đầu tiên chúng mình chọn điền vần inh. Chúng mình có từ thông minh. Tiếp theo huỳnh huỵch. Tiếp theo bình tĩnh. B. Băn khoăn. Hân hoan. Hoàn thành. Như vậy chúng mình đã vừa chọn được vần inh, vần uinh, vần oan và vần oăn để thay cho ô vuông. Bây giờ chúng mình sẽ cùng giải ô chữ. Bài 9. Giải ô chữ. A. Dựa vào gợi ý ở dưới, tìm ô chữ hàng ngang. B. Đọc từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc màu vàng. Chúng mình sẽ dựa vào các gợi ý từ 1 đến 7 để giải các ô chữ hàng ngang tương ứng từ 1 đến 7. Sau khi giải xong, chúng mình sẽ đọc từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc màu vàng. Bây giờ chúng mình bắt đầu giải nhé. Hàng ngang số 1. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Tên của con vật này có 3 chữ cái. Đó là con vật gì? À, đó là con thỏ. Chúng mình cùng giải ô chữ hàng ngang thứ 2. Con gì tai thính mắt tinh, nấp trong bóng tối ngồi rình chuột qua? Là con gì nào? À đúng rồi, đó là con mèo. Tiếp theo đến hàng ngang thứ 3. Hàng ngang này có 6 chữ cái. Con gì cô Tấm quý yêu, cơm vàng cơm bạc sớm chiều cho ăn? Đó là con gì? À, đó chính là con cá bống đấy. Hàng ngang thứ 4. Quả gì không phải để ăn mà dùng để đá, để lăn, để truyền? Có 7 chữ cái. À đúng rồi, đây chính là quả bóng. Hàng ngang thứ 5. Con gì giữ của giữ nhà, người lạ nó sủa, chủ gia nó mừng? Là con gì? Đúng rồi, đây là con chó đấy. Hàng ngang thứ 6. Con hổ còn được gọi là con gì? Con hổ còn được gọi là con cọp. Hàng ngang thứ 7.
củ gì đo đỏ, còn thỏ thích ăn. Đúng rồi, đấy chính là củ cà rốt. Chúng mình đã tìm được 7 ô chữ hàng ngang. Bây giờ còn hãy đọc cho cô Thu từ xuất hiện ở hàng dọc màu vàng nào. À, đây là từ toán học. Các con đã vừa được giải các ô chữ và tìm được ô chữ hàng dọc. Đó là tên của một môn học, đó là toán học. Các con thân mến, hôm nay cô Thu đã hướng dẫn chúng mình học bài 1 của chủ đề 8, cậu bé thông minh. Các con đã được luyện đọc, trả lời các câu hỏi, luyện viết, luyện nói theo tranh. Và chúng mình được chơi trò chơi giải ô chữ. Về nhà con hãy ôn lại nội dung của bài 1 và chuẩn bị cho cô Thu nội dung của bài 2 nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những giờ học sau.